sang dạng cuối cùng này, dạng 4 là nguyên hàm từng phần. Nguyên hàm từng phần. Thì buổi trong các buổi cơ bản ấy, thì cái buổi này là buổi khó nhất, vì nó còn đòi hỏi các bạn là công thức các bạn phải nắm được hết chắc nó cơ bản để mới làm được phần này ok được. Thì nguyên hàm từng phần, thực chất nguyên hàm từng phần ấy, nó là nguyên hàm dạng tích. Cái dạng của nó sẽ như sau này, dạng của nó nhé, thông thường sẽ là nguyên hàm của gì đây, của cái fx nhân cái gx đấy, dx được chưa. Nguyên hàm một tích nó không bằng tích các nguyên hàm nha, nhớ thì câu đấy được chưa nhỉ. Ok không? Thì trong nguyên hàm này này mình phải đặt một cái là u, một cái là d dv. Thì về mặt công thức của nó sẽ như sau. Về mặt công thức nhé, mặt công thức là nguyên hàm của u dv, như là u dv nhá, u nhân dv, công thức là như sau, u nhân v trừ đi nguyên hàm của v du. Công thức quan trọng nhất buổi hôm nay nhá, u dv bằng uv trừ v du. Được chưa nhỉ? Thì trong công thức này, u nhân udv nhá, udv thì bằng uv trừ vdu. Thì trong cái thức sao ấy, thông thường mình sẽ đặt như sau, mình sẽ đặt như sau, đặt u, nghe này, mình có số dạng là tích của fx nhân gx đúng không, thì mình sẽ chọn một cái để mình đặt là u. Thì này, giả sử ở đây thầy chọn là fx, đặt là u, cái còn lại đây này, cái này là cái u này, thì tất cả cái còn lại mình gọi là dv. Thì mình có dv sẽ bằng là gx đấy. Đấy, thì các bạn nhớ thầy nhé, dòng của u bao giờ cũng là đạo hàm, dòng của u sẽ là đạo hàm, sẽ là du sẽ bằng là f phẩy x nhân dx, ok không, du sẽ bằng f phẩy x nhân dx. Còn dòng của dv nó sẽ là nguyên hàm, tức là mình chỉ cần tìm v là bao nhiêu đúng không, thì v nó chính là nguyên hàm của gx đấy, nhớ thầy nhá. Thì trong đó cái hàm gx của mình nghĩ là dễ tính nguyên hàm thôi, v sẽ là nguyên hàm của gx đấy. Đấy, đấy, phải có một cái là u, một cái là v, rồi mình sẽ áp dụng công thức là udv. Thì khi các bạn nhìn thế này là udv chưa, thì uv trừ vdu, nhớ phải coi nhé. Rồi, thì bây giờ cách làm nó là như vậy. Nhưng một câu hỏi đặt ra tự nhiên như sau thôi. Một câu hỏi đặt ra là gì? Là dấu hiệu nào đúng không? Cái dấu hiệu nào để mình nhìn vào một bài toán mình biết là bài này mình sẽ phải dùng nguyên hàm từng từng phần. Được chưa nhỉ? Thì cái dấu hiệu nhé, dấu hiệu là khi có dạng của hai hàm khi có dạng tích của hai hàm khác nhau. Thầy lấy ví dụ ở đây này, như kiểu là e mũ x này nhân với cả
sin x chẳng hạn đấy, một hàm mũ hàm lượng giác đúng không, hay là kiểu x bình nhân với cả cos 3x chẳng hạn, vân vân. Các hiểu vấn đề không nhỉ? Tức là có một dạng là một thằng là hàm loga, một thằng là hàm lượng giác, hay là một thằng hàm đa thức, hay là một thằng là cos 3 hàm lượng giác kiểu như vậy, ok không? Dạ. Nhớ ra là khi có dạng tích của hai hai cái hàm khác nhau. Được chưa? Đấy thì dấu hiệu nó là như vậy. Thì bây giờ nhé, mình quan tâm là gì nhỉ? Công thức là UDV bằng UV trừ VDU đúng không? Nhưng mình quan tâm là mình sẽ đặt cái nào là U, đặt cái nào là V. Đấy, ví dụ như ở cho kiểu này chẳng hạn, thì đặt cái nào là U, đặt cái nào là V, thì câu hỏi đấy thì mình phải biết đặt cái nào là U thì mới ra được bài, đúng không nhỉ? Thì các bạn nhớ thầy cái dòng tiếp theo quan trọng này, dòng thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên là U, nhớ nhá. Thầy biết cái đầu tiên là ưu tiên đầu tiên này, thầy ghi là nhất log. Nhất log. Đấy. Nhì là đa, ba là đa thức ấy. Đa thức như kiểu bậc 1, bậc 2, bậc 3 ấy. Tam lượng, lượng giác. Và tứ là hàm mũ. Cuối cùng là hàm mũ. Đây là câu cửa miệng nhé, nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ, đó, được chưa? Được chưa? Tức là vào bài toán nha, mình phải biết là đặt bài này là U, đặt cái này là V. Đấy thì mình làm bài toán hỏi. Được chưa? Nhìn lại công thức một chút này. Nguyên hàm của U, DV thì bằng UV trừ VDU. Nhớ thầy nhá. UDV thì bằng UV trừ VDU. Thì phương pháp làm là đặt U bằng Fx, DV bằng cái GX, DX. Được chưa? Thì nhớ thầy, DU nó sẽ là cái này. Còn DV nó sẽ là cái, còn V sẽ là cái này. Thì áp dụng đúng công thức cho thầy thôi. Ok. Thầy lấy ví dụ 1. Tính các nguyên hàm sau. Nhìn thứ tự ưu tiên là U nhá, nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ. Nào, ví dụ câu I1 chẳng hạn. Mà nguyên hàm của x nhân với cả sin x dx. X nhân với sin x dx. Nào, theo mấy đứa, bài này mình đặt U là cái gì? DV nó là cái gì? Nào, U là gì? DV là gì? Theo Nga nào. Em thưa thầy, em đặt U là sin x ạ. Ừ. Thứ tự ưu tiên này, nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ, tức là em nhìn thấy đúng thứ tự ưu tiên nhá. Thì em nhìn đây là hàm gì? Tích của một hàm đa thức nhưng mà hàm lượng giác rồi. Đúng. Thì em đặt U là cái gì? X nhân với sin x ạ. Không. Đặt đa thức thôi. Đặt. Em nhìn dạng của nó là dạng S nhân G đúng không? Đặt U là S, cái còn lại sẽ là cái DV. Vâng. Thì đặt U là gì thôi? X U là X. Đấy. ạ. DV là gì? X Còn lại, tất cả còn lại. Còn lại, đây này, cái này à, là U xin này. x nhân Đây là U này. Thì tất cả cái còn lại nó sẽ là gì?
là DV này, em hiểu chưa? Là sinh x. Rồi cùng làm với thầy nhé. Vậy mình dòng của u vào đạo hàm đúng không? Rồi mình có du bằng gì em nhỉ? À, bằng một nhân đấy. Đúng rồi, dx. Còn cái này dv sẽ bằng là v sẽ bằng nguyên hàm của gì? Nguyên hàm. Nguyên hàm của sin x nhân dx. Đúng rồi, sin x dx. À, nguyên hàm của sin bằng gì? Nguyên hàm của sin sẽ bằng cos x. Lại bằng cos x, trời ơi. Nó là trừ cos nha em nha. Vâng. Lần này cho mày không nhớ kiến thức cơ bản thì là khó làm, học nghiêm túc vào từng tin nhắn. Vậy đâu? Vậy suy ra ngay cho thầy này, y1 sẽ bằng gì nhỉ Na nhỉ? Nhìn công thức nhé. Công thức này sẽ là UV, U em là gì? U là cái gì? X. U là x. V là cái gì? V là đạo nguyên hàm của V đây là trừ cos x. V là trừ cos x. Trừ cos x. Là UV này. Đúng chưa? Vâng. Rồi đã. Trừ đi V đi U. Trừ đi V. Tức là trừ đi cos x. DU là đây gì em nhỉ? DU đây. DU là đấy. Đấy. Ok là chưa? Rồi biết gọi lại sẽ là trừ x nhân cos x này. Cộng với nguyên hàm của cos x dx. Trừ trừ là cộng em hiểu không đấy? Nào, trừ x nhân cos x đúng không? Nguyên hàm cos x là gì nhỉ? Nhai nhỉ? Nguyên hàm của cos x sẽ bằng là sin x à? Tức là cộng với cả sin x. Nhưng mà nhớ cộng thêm. Em C cho thầy vào. Đấy, các ok chưa? Mục tiêu nguyên hàm từng phần là để cho cái nguyên hàm nó dễ tính hơn. Có đây ổn không nhỉ? Nào sẽ giữ lại 1 đến 2 phút các bạn xem lại nhé. Có câu hỏi thì hỏi thì luôn. Cô Giáp nghe hiểu không? Không có. Phú. Linh. Cái x nhé, x là sao? Đây, đề bài đây. Phú nghe hiểu không? Linh mở mic lên hỏi xem nào. Đặt NTU bằng VX kia mà. Đây nhá, em nhìn này. Dạng của mình sẽ là dạng tích đúng không? F đến G đúng không? Thì thứ tự ưu tiên mình như thầy nhá. Là nhất lốc, nhì đa. Tức là đặt, ưu tiên đặt U trước ấy. Đặt cái nào là U thì mình ưu tiên là có lốc, đặt lốc là U. Nếu mà không có lốc thì mình sẽ ưu tiên đến đa thức. Em hiểu vấn đề không? Có đa thức, đặt đa thức là U. Em hiểu chưa? Tương tự. Đấy. Thì em nhìn cái hàng này của thầy là tích của cái gì? Tích của một cái đa thức này. X là đa thức mà. Đúng không? Nhân với cái gì đây? Nhân với hàm lượng giác. Ừ thì em đặt U là cái gì? Thứ tự ưu tiên, mình sẽ đặt U là gì? Đặt U là X. Cái còn lại, tất cả còn lại là cái DV. Ok, đây công thức rồi, đây này. Hiểu chưa? Hiểu sao là U là X chưa? Sinh ra y1 bằng x nhân với trừ cos x thì cái x ở đâu ra? Nhưng dòng này em hiểu chưa đã? Dòng này là DU này bằng DX này. X phẩy, F phẩy. V nguyên hàm nhé chị. Công thức này này này. Nguyên hàm của UDV bằng U nhân V. U nhân V. Em là U là gì? U là x. À, U là V của em vừa tìm là bao nhiêu? Là trừ cos x. Trừ cos x. UV chưa? Đấy. Trừ đi V đi U. Tức là trừ đi gì nhỉ? Trừ đi V đây. DU nó là DX đấy. Hiểu chưa? Rồi. Ok. Phanh hiểu hơn chưa Phanh? VL, nắm được không VL nhỉ?
Em hiểu rồi á. Trương Linh, ok chứ? Ok ạ. Nào thì câu tương tự nha, mình phải biết đặt cái gì ưu tiên là u nha. Câu y 2 nè. Có bài mình phải từng phần một lần và có bài mình phải từng phần hai lần tùy. Nào. Nào thầy cho một chút thời gian các bạn tự làm đi. Cho các bạn tự trải nghiệm đi. Tất nhiên là lát nữa mình sẽ có công thức tính nhanh như phần này nên các bạn yên tâm. Mình sẽ tự trải nghiệm cái này đi. Nào cùng quẩy với thầy nhé, cùng triển khai này. Các bạn có thể quan sát và theo dõi cũng được. Nào thầy hỏi một đứa nhé. Thúy Hiền nè, nước thầy nè, u là gì? Em cho thầy là u bằng 2x cộng 1 ạ. Đúng rồi, u bằng 2x cộng 1. Vn là gì? Dv là gì? Dx ạ. Dv sẽ là cos x, cái còn lại nhân đế, em hiểu chưa? Nào dòng này là đạo hàm đúng không? Mình có du bằng gì? Du bằng 2 đế ạ. Đúng rồi. Dòng này là dòng nguyên nguyên hàm thì v bằng gì? Nguyên hàm của gì? V bằng sin đế ạ. Nguyên hàm của cos x. Viết chậm chậm thôi Hiền. Nguyên hàm của cos sẽ là gì em nhỉ? Sin đế ạ. Nguyên hàm của cos phải dx cái gì đấy? Nguyên hàm của cos bằng gì? Cos bằng sin ạ. Ừ, làm gì có dx nữa, làm dx thế. Hiểu chưa? Cái máy của em nói nó bị làm sao? Ừ, mà vậy suy ra y2 bằng gì? Nào, công thức nào. UV, U đâu? U là gì? Là 2x cộng 1 ạ. 2x cộng 1, UV đúng không? UV, V là gì? V là sin x này. À, trừ đi VDU. V đây, V là gì nhỉ? V là sin x. DU đâu? Nhân với 2DX ạ. Đúng rồi, nhân với 2DX đấy. Thì viết nhanh một chút sẽ bằng là 2X cộng 1 này. Nhân sin x này. Trừ đi số 2 ở ngoài đúng không? Nguyên hàm của sin là gì? Là trừ cos ạ. Ừ, trừ cos x cộng C. Hiểu hơn chưa? Rồi ạ. Ok hơn chưa? Hiểu hiểu hơn chưa mấy đứa? Đấy. Mình sẽ làm cho 6 ví dụ cho quen tay hẳn thôi luôn. Thấy ổn hơn chưa? Linh thấy ổn hơn chưa Linh? Dung nghe hiểu chứ? Vâng, em hiểu ạ. Ừ. Phần này nói chung là phải chắc các nguyên hàm cơ bản nha mấy đứa nha. Thì câu Y3 này, để cho nguyên hàm của 3X cộng 1 nhân E của 2X dx. Đấy.
phải thật chắc với thầy những cái nguyên hàm cơ bản nha, và vi phân. Rồi, một phút nữa thì gọi nhé. Làm mấy câu phần ngay mà. Nào, VL nó giúp thầy là VL. U là gì đây? VL. U là 3x cộng 1 đó. Rồi. DV là gì? DV là em u 2x ạ. DX nhớ là còn lại, tất cả còn lại nha em nhé. Hiểu chưa? Nào, bây giờ dòng của u là đạo hàm này. Vậy DU bằng gì? Đạo hàm. DU là 3DX ạ. Đúng rồi, u phẩy DX. Ok. Còn V sẽ bằng gì? V. Nguyên hàm của em mũ hách dx. Nguyên hàm biết tính không? Không bao nhiêu? Là trừ 2 nhân em mũ trừ 2x. Tại trừ 2 đâu vậy? Các bạn nên xem ngay lại những buổi video buổi đầu tiên của các bạn học nguyên hàm ý. Ở cái phần cuối giờ thì dạy vi phân ý. Nên xem lại thần khẩn trương thầy video đấy nhá, phần vi phân thầy với các bạn ấy. Đấy, bổ túc lại ngay cho thầy phần đấy cho thầy, chứ bây giờ cái này tính sai đấy thầy chịu luôn ấy. Xong nguyên hàm của em gì? Em u hay x dx, em u du, em u du. Ở đây u là gì hả Linh? U là hay x đúng không? Nó sẽ là hay x trên 2. Em nhớ lại cái này chưa? Có ấn tượng gì cái này không? Vâng. Thì em nhìn này, e mũ u d u chưa, thì sẽ bằng 1/2 lần e mũ 2x nha. Về Linh phải xem lại cho thầy ngay video đấy cho thầy nhé, buổi đầu tiên đi, buổi 1 đi. Linh nhớ chưa? Vâng. Phần cuối video ấy các bạn mà không xem lại thì ai mà độ được. Rồi quên hết cái cơ bản, rồi học bao nhiêu nguyên hàm rồi quên hết cái cơ bản như này. Nào, vậy suy ra Y3 là gì hả Linh? Bằng gì? Nào, UV đâu? Đâu là UV? 3x cộng 1. Nhân với gì? Nhân với 1/2 nhân em 2x. Em 2x trên 2, hiểu chưa? Trừ đi này, trừ đi gì nhỉ em nhỉ? Công thức trừ đi gì? Nguyên hàm của 1 của 3x cộng 1. Đọc cho thầy công thức lên nào. Nguyên hàm UDV bằng gì? Bằng UV trừ đi gì? U à, V nhân DU. Ừ, VDU đúng không? Trừ đi VDU đó. V của em là cái gì? Là em U2X 1/2 em U2X. DU là bao nhiêu? À, nhân DX. Ok chưa? Nào biết chậm một chút này. Là 3x cộng 1 nhân e mũ 2x chia 2 đúng không? Nhóm hệ số ra ngoài này, xem còn là 3/2. Nguyên hàm của e mũ 2x dx. Cái nguyên hàm e mũ 2x dx mình vừa tính ở trên chưa? Nó chính là cái này đúng không Linh? Có hiểu không đấy? Có ạ. Vậy thay số vào cho thầy luôn đi, sẽ bằng gì nhỉ? 3x cộng 1 nhân e mũ 2x trên 2 này, trừ đi bao nhiêu hả em?
và trừ đi 3/4. Đúng rồi. E mũ 2x cộng thêm 2x. C. Hiểu chưa? Hiểu hơn chưa? Rồi ạ. Mà cái đứa này, các bạn khác ok chưa? Tối thiểu là phải nhớ được cái công thức cơ bản đấy. Bây giờ mà chúng mày mà không nhớ được cái cơ bản thì chịu luôn ý, không độ ở đâu. Ok chưa? Nào. Diệu ok không Diệu? Có ạ. Ánh, nghe hiểu hơn chưa? Có. Ừ. Nhật ok chưa? Được. Cái này cô y 4 à? À, con này thì sao? Bạn tự làm thử xem nào. U là cái gì? DV nó là cái gì? Trương Linh là giúp thầy nào. U em coi là gì? Bốn x trừ một ạ. Rồi. DV. DV là cốt bình x, dx. Một trên cốt bình x, dx. Cốt bình x ở đâu vậy? Nào vậy DU là gì? Bằng 4 lần dx. Rồi. À 4 dx. 4dx. Vậy V bằng gì? Nguyên hàm của 1 trên dx. Nguyên hàm cái này bằng gì em nhỉ? Còn nhớ không? Nguyên hàm của 1 trên cốt bình là gì? Đấy rồi. Trên lớp chắc phải học cái này được chứ nhỉ? Thôi giờ mấy thanh niên không nhớ nguyên hàm cơ bản này. Và tan lên nhá. Nhớ lại chưa? Dạ. Là vậy chưa? Y 4 bằng gì? Giờ mày chả nhớ cái gì này. Đọc công thức lên. Sẽ bằng gì nhỉ? 4x trừ 1 nhân với cả tan x. Đúng rồi. UV này. Đây là UV này. Trừ. Trừ đi. Trừ nhân hàm của... công thức UV trừ VDU đúng không? V đâu? V là cái gì? À. Đấy. Đọc lên bằng mồm như thế cho thầy. Nhân cái gì? DU đâu? DU đây. DU là bao nhiêu đây? 4 đấy. Em hiểu chưa? Đọc bằng mồm. Đọc lên bằng mồm ấy, cho dễ nhớ. Nguyên hàm của UDV bằng UV trừ VDU. Đọc bằng mồm cho thầy. Được. Nhân tan x này. Trừ đi 4 lần nguyên hàm của tan x. Tan thì viết thành sin trên cos. Bạn nào mà nhớ vi phân ý, thì bài này làm khá là tốt này. Nên làm... xem lại khẩn trương thầy bài buổi đầu tiên nhé. Trừ đi 4 này các bạn nhớ nguyên hàm thầy nhé. À.
mình sẽ coi u là cos đúng không? Vậy d cos x, mình gọi d cos x này. D cos x là đạo hàm sẽ là trừ sin x dx à. D cos x sẽ bằng trừ sin x dx chưa? Vậy mình sẽ có ngay là gì nhỉ? Sẽ bằng 4 lần của gì? Của trừ d cos x chia cho cos x. Các bạn nhớ cái này không? Phải nguyên hàm ấy, nguyên hàm cơ bản ấy. Rồi sẽ bằng gì nhỉ? 4x trừ 1 nhân tan x cộng với cả 4 nhân len của gì đây? DU trên U, công thức là DU trên U nhá. Nguyên hàm của nó sẽ là len của trị U. Cộng C, hồi hiểu chưa? Len trị U tức là len của trị cos. Cos x. Bổ túc lại ngay các cái công thức cơ bản phần nguyên hàm. Khẩn trương bổ túc lại cho thầy nha. Không thể quên được. Đấy. Nào. Thế còn bài này thì sao? Bài này thì sao? Nào, bài này thì sao mấy đứa? Thử nháp thử trước 1-2 phút đây thì phải gọi. Nào, cùng quẩy với thầy nhé. Câu này UV là cái gì? Dễ thôi. Giáp ạ. U là gì? Thầy, U là len x ạ. Đúng rồi, tôi tỉnh lại. Nhất lốc nghi đa, len là loga rồi. DV là gì? DV là 2 cộng 1. Nhân với cái dx, cái còn lại là dx. Hiểu chưa? Vậy DU bằng gì? Đạo hàm cho thầy. Đạo hàm à? Lại quên rồi, vừa học xong. Đạo hàm len x là gì? Dx trên x. Đúng rồi, tức là 1 trên x nhân dx. Còn V sẽ bằng gì? Nguyên hàm của 2x cộng 1 dx đúng không? Sẽ bằng gì nhỉ? Bằng nguyên hàm cái này đâu, bài chưa xem lại bài nguyên hàm cơ bản à? Nguyên hàm của 2 cộng 1 sẽ là gì? Trời ơi, giờ hỏi nguyên hàm này không biết làm. Giáp còn nhớ công thức nguyên hàm cơ bản không Giáp? Có thì làm đi, nguyên hàm 2x sẽ là gì? X là 2x mu 2 trên 2. X mu 2 trên 2 sẽ là x bình đúng không? Nguyên hàm của 1 sẽ là gì? 1 là
Đấy. Thế bây giờ người bảo đọc lên mình ngồi làm gì đấy? Vậy đang sẽ bằng gì nào? Đọc cho thầy lên. Y lan bằng UV trừ UV cụ thể là gì? Trừ UV. UV là gì? Là len x. Rồi, len x nhân x bình cộng x đúng không? Bình. Trừ đi gì? VDU. VDU, V là cái gì? V là bình, x bình cộng x. X nhân mấy cả DU là gì? DU là 1 1 phần x dx. Đấy, bây giờ tính cho thầy nhá. Cái này để nguyên này. X bình cộng x trừ đi nào. Biết tính thế nào này không? Mình chia đi, chia xuống cho thầy, chia xuống sẽ là còn gì nhỉ? X còn cộng x cộng 1. Đấy. Quên thì xem lại ngay video buổi đầu tiên nhá. Các nguyên cơ bản làm mãi rồi đấy. Sẽ bằng là x bình cộng x này nhân lên x này trừ đi cái sẽ là gì? Đấy là x bình trên 2. Đúng rồi, cộng tiếp tục. Cộng x rồi cộng thêm cộng c. Hiểu hơn chưa? Được. Các bạn ok chưa nhỉ? Đấy, 5 câu cơ bản này đã hiểu được công thức chưa? Hiệp Lê hiểu công thức chưa? Hiểu Hiệp Lê. Phú ok hơn chưa? Phương Anh D6 hiểu hơn chưa? Nào, thế bây giờ làm cái con này đi. Đặt quan trọng đặt U vào gì, V là gì. Đấy. Đúng thứ tự ưu tiên thôi. DV nó là cái gì? Rồi, tương đúng rồi. Nào, câu này là một đứa cùng quẩy với thầy nha. Câu này mình sẽ làm như thế nào đây? Nào, Linh nè. Đặt U là gì? U là lên X ạ. Ok, DV là gì? DV là DX. Đúng rồi, tốt. Vậy mình có DU, DU sẽ bằng gì? 1 trên X nhân DX. 1 trên X, 1 trên X. Còn V sẽ là gì? Nguyên V hàm của 1 DX đúng không? X gì? Ok, vậy Y6 sẽ bằng gì? UV, UV là lên. X nhân lên X. Lên X nhân lên X. Đúng không? Trừ đi gì nhỉ? Đọc mồm lên cho thầy. Trừ đi gì? Nguyên hàm của x. Nguyên hàm của x. X là V, DU đâu? DU đây. DU là gì? Là 1 trên x nhân
Rút gọn lại cho thầy xem là x lên x trừ đi nguyên hàm của gì? Một tế đấy. Bằng gì nhỉ? X lên x trừ đi x ạ. X cộng thêm cộng c. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, cơ bản thôi. 6 câu cơ bản thế này đủ hiểu được cũng nhất chưa nhỉ? Biết cái nào đặt u, cái nào đặt v chưa? Đấy. Có bài mình phải nguyên hàm một lần, có bài mình phải nguyên hàm hai lần tùy vào bài toán nhé. Nhưng nói chung là phải chắc cho thầy những cái nguyên hàm cơ bản buổi đầu tiên đấy. Những nguyên hàm cơ bản và những cái vi phân cơ bản mà buổi đầu tiên thầy dạy mấy đứa rồi. Thật chắc thầy cái buổi đấy. Buổi đầu tiên là buổi thứ hai rất là quan trọng đấy. Quên thì về xem lại cho thầy hai buổi đấy. Buổi nguyên hàm cơ bản với buổi đặt lần phụ ấy, hai cái quan trọng luôn. Được chưa? Rồi mình sang ví dụ 2. Tính các nguyên hàm sau. Câu Y1 của thầy đó là nguyên hàm của E mũ X nhân sin X. Riêng mà khi xuất hiện một hàm mũ và một hàm lượng giác ý, thì cái này nó sẽ có cái đặc biệt. Nó sẽ có cái đặc biệt nhé. Quan sát thì là mẫu một câu nhìn thầy này. Quan sát thì là mẫu nha. Là nếu thầy đặt u là nhất lốc nhì đa tam lượng từ mũ mà. Đặt u là sin x. DV bằng e mũ x dx đúng không? Thì mình có du sẽ bằng gì? Du sẽ bằng là u phẩy dx đúng không? U phẩy dx phẩy sin lên là cos x dx. Còn v sẽ bằng gì nhỉ? Nguyên hàm của e mũ x dx và vẫn là e mũ x đúng không? Vậy cái y1 sẽ bằng gì vậy đấy nha? Vậy y1 sẽ bằng gì? Uv tức là e mũ x nhân sin x trừ đi VDU, trừ đi V đây, nguyên hàm của VDU, DU tức là gì nhỉ? DU tức là cos x dx. Đấy. À, thằng này sau khi nguyên hàm một lần đúng không? Nó vẫn chưa ra cái cơ bản mong muốn của mình. Nguyên hàm này vẫn chưa tính được. Đấy. Vẫn chưa tính được nhá. Vậy bản thân thằng này này, các bạn quan sát kỹ cho thầy. Thằng này thầy vẫn chưa tính được đúng không? Vậy bản thân thằng này nhé. Thầy nguyên hàm phát nữa đó thầy. Từng phần phát nữa, tức là gì nhỉ? Mình lại coi u là gì? Coi u là cos x. Mục tiêu của từng phần ấy là gì? Là đẩy cho thầy về nguyên hàm cơ bản. Nhưng mà nguyên hàm này của mình vẫn chưa phải là cơ bản đúng không? Lại từng phần phát nữa. Lại là u là cos x. DV là gì? Bằng e mũ x dx. Viết tắt một chút. Vậy du sẽ bằng gì nhỉ? Phẩy cos lên là trừ sin. Còn thằng V thế là gì? Vẫn là e mũ x. Vậy chốt hạ lại thằng này sẽ bằng gì? E mũ x sin x để nguyên này. Trừ đi mở ngoặc. Lại UV. Trừ đi VDU. Nhưng mà trừ trừ là cộng. Thế là cộng với gì đây? Cộng với cả sin x. À e mũ x sin x. À. Các bạn thấy thằng này có gì đặc biệt không? Quan sát. Thằng này chính là cái gì đấy nhỉ? Là mày để chắc lên cho thầy này. Thằng này chính là cái gì đấy? Thằng này chính là cái gì? Nào mày để quan sát cho thầy. Thằng này là chính là cái gì ấy nhỉ? Chắc lên cho thầy biết nào. Ừ, nó chính là cái Y1 đúng không? À các bạn thấy này, sau khi mình từng phần hai lần lại quay về cái ban đầu chưa? Quay về ban đầu vậy mình phá ra nhé. Vậy tương đương này mình có này, Y1 nó chính bằng gì? E mũ x nhân sin x trừ e mũ x nhân cos x à? Trừ đi thằng này là trừ Y1. Hay là chuyển vế sang, tức là mình có 2Y1. Chuyển vế Y1 sang bằng e mũ x sin x trừ e mũ x cos x. Vậy mình chốt hạ ngay cho thầy Y1 sẽ bằng gì? Y1 sẽ bằng là gì nhỉ? E mũ x sin x trừ e mũ x cos x trên 2. Đấy, cộng C.
Thì cái hoán vị này người ta gọi là hoán vị vòng quanh, tức là sau khi mình làm hai lần lại quay về đúng cái ban đầu. Hiểu vấn đề không? Thì cái này người ta gọi là hoán vị vòng quanh. Thầy cho 1 đến 2 phút xem lại nhé. Các thao tác làm. Thầy chưa hiểu thì hỏi luôn. Tức là bài này mình từng phần hai lần đúng không? Quay về đúng cái ban đầu. Thế thì mình trừ đi, mình nhóm hệ số thôi, mình chia xuống. Huy nghe hiểu chưa? Có tương hạ dạo này hay gặp lắm, đi thi hay gặp. Nói về nó cơ bản. Mấy ví dụ đâu thì cho là cơ bản thôi. Chắc cơ bản nó sẽ dựa lên cao sau. Mấy này rất là hay gặp nha. Không khó lắm đâu. Mấy đứa nhìn có vẻ dối dối thôi. Thực chất là không khó. Nó chỉ là từng phần hai lần thôi. Không có vấn đề gì cả. Phanh A4 ok không? Trương Linh nghe hiểu chưa? Này, cho câu Y2 nhé, tương tự nè. Nào các bạn thử làm cho thầy xem nào. Nào một phút nữa thầy gọi nha, các bạn cứ viết đi. Các bạn sẽ cho cái phần tập trách nhiệm phần này để chọn đáp án cho vui. Nào cùng quẩy với thầy thử xem nhé. Huy nè. Làm thử với thầy nè. Ông thầy là đặt nè U bằng cos x. Cos x DV bằng V. Em cũng hay. DX đúng không? Nào vậy mình có DU bằng gì? Có du bằng trừ sin x dx. Rồi v sẽ bằng v gì? Bằng em mua 2x/2. Rồi nguyên hàm cái này sẽ là 2/2 đúng không? Nắm nhanh một chút, vậy cái y2 sẽ bằng gì nhỉ?
Y2 bằng UV, tức là gì? Cos x nhân E mũ 2x trên 2. Ừ, tức là E mũ 2x nhân cos x trên 2. Viết trả theo đúng chiều. Trừ đi nguyên hàm của gì? Trừ đi E mũ 2 trên 2. Ừ, E mũ 2x trên 2. Trừ trừ là cộng đúng không? Trừ trừ là cộng. Có sẽ là cộng 1 phần 2. Nhân nguyên hàm của E mũ 2x nhân với cả sin x dx. Ok chưa Huy? Thầy làm gọn một chút. Ok không? Chỗ này mình lại coi tiếp là U là gì nhỉ? Lại phát nữa đi. U là gì? U là sin x. Rồi. DV là gì? Đây là E mũ 2x nhân dx. Dx. Rồi ok. Vậy mình có DU bằng gì? DU bằng cos x. Cos x dx. Vậy V bằng gì? Vẫn thế V thôi. Là em 2x trên 2. Đấy. Vậy các bạn nhìn thầy này. Vậy hai bằng tiếp gì đọc cho thầy nào? E mũ 2x nhân cos x trên 2 này cộng 1 phần 2 nhân với gì nhỉ? Mở ngoặc. Cái này sẽ là gì? Sin x nhân E mũ 2x trên 2. À, sin x tức là E mũ 2x nhân sin x trên 2 trừ đi gì? Trừ đi E mũ 2x 1 phần 2 E mũ 2x nhân với cos x đấy. UDV mà V đây U, V đây DU đây. Được chưa? Thì Huy thấy cái này giống là cái gì không? Cái này quay về cái ban đầu chưa? Đúng không? Đúng, quay về cái ban đầu. Vậy tương đương viết lại thầy dạy Y2 này sẽ bằng là gì nhỉ? E mũ 2 cos x trên 2 cộng nhân vào cho thầy sẽ là 1 phần 4 nhân E mũ 2x nhân sin x. À, trừ bao nhiêu? Trừ 1 phần 4 Y2. Hiểu chưa? Hai tương đương này mình chuyển về cho thầy. 2 à, 1 cộng 1 phần 4 sẽ là 5 phần 4 Y2. Đúng không? Thế bằng là E mũ 2X nhân cos x trên 2 cộng 1 phần 4 E mũ 2X nhân sin x. Rồi vậy Y2 bằng gì nhờ? Nhờ Huy nhờ. Chia bao nhiêu thôi? Chỉ cần chia bao nhiêu thôi, không phải bấm hệ số quá. Chia 5 phần 4 đúng không nhỉ? 2 chia 5 phần 4 là bao nhiêu? À, 1 phần 2. 1 phần 2 chia 5 phần 4 còn nữa sẽ là 1 phần là 2 phần mấy? 2 phần 5. 2 phần 5 ạ. Ừ. 2 phần 5. Đấy. Thầy chia cho 5 phần 4 nhé mấy đứa nhé. Tiếp tục phần này. Cộng cho E mũ 2 nhân sin x trên 5. Trên 5 rồi, cộng thêm C, ok. Hiểu hơn chưa mấy đứa? Thấy ổn hơn chưa? Nó chỉ là các cái nguyên hàm cơ bản thôi, quan trọng mình phải nhớ. Phần này thì cho E mũ 2x nên là cái hệ số của nó có vẻ hơi cồng kềnh hơn một chút đúng không? Nhưng mà cách làm vẫn giống giống hệt, không có gì thay đổi cả. Chỉ là phân hệ số hay cùng cành thôi. Hiểu cái nói chuyện cùng cành này chưa? Mình làm ba ví dụ phần này thôi, ba ý thôi. Xem lại một chút đi nào. Xem các bước này có hiểu được không? Big Trang ok chứ?
Cô Nam ok không? Đó. Ừ, thì mình sang câu cuối cùng nào, phần này. Tổng hợp một chút nhé. Thế là E mũ 2X cộng 1 nhân với sin của 4X trừ 2. Đấy, do. Nhất lốc nhì đa tam lượng tứ mũ, đúng cái quy tắc đấy cho thầy để mình làm. Bảy giờ. Là 1-2 phút nhé, cho quen tay. Phần này nguyên hàm với đạo hàm thì nó hơi cồng kềnh vì cái số của nó thịt cho to một chút. Cách làm vẫn vậy thôi nha. Nó chỉ là cồng kềnh hơn thôi. Nào cùng làm một chút nhé, cho nó quen tay hơn nào. Quỳnh Trang nào, cùng làm thêm một tí. U là gì? Thầy U bằng sin của 4x trừ 2. Rồi, DV là gì? DV bằng đế nào, vậy tính nhanh cho thầy. Đều bằng gì? Bằng trừ cốt của 4x trừ 2. Ăn đấm này. Đạo hàm của sin là cốt đúng không? Sin u phẩy là gì? Sin u phẩy công thức đạo hàm là gì? U phẩy nhân cốt. Cốt u. Vậy sẽ bằng gì? 4 lần 4 cốt của 4x trừ 2 nhân dx, hiểu chưa? Thằng này v sẽ bằng gì? Nguyên hàm của e mũ 2x cộng 1 dx đúng không? Sẽ bằng gì nhỉ? E mũ 2x cộng 1 nhân với d của dx. Nguyên hàm này sẽ bằng gì? Sẽ là e mũ 2x cộng 1 trên 2. Ok rồi. Ok. Vậy mình chốt hạ cho thầy Y3 sẽ bằng gì nhỉ? Thay số vào thôi. Y2 đầu tiên sẽ bằng là nào, con hiền đi nào đọc. A cộng 1 nhân với sin của gì? À, nhân với cốt của gì nhỉ? UV sin của gì đây? 4x trừ 2 trên 2 này. Công thức là UV trừ VDU thôi, mỗi thế thôi mà. UV trừ đi gì nhỉ? VDU đâu? V là cái gì? V là cái này. Trên 2 đúng không?
Điều em đâu à, Trang? Điều đâu? Là 4 cốt của cốt của 4x trừ 2 đấy, mỗi thế thôi. Rút gọn lại, viết gọn lại một tí nhé. Sẽ bằng gì nhỉ? E mũ 2x cộng 1 này, nhân sin của 4x trừ 2 này, trên 2 này, trừ đi nào. 4 chia 2 là còn 2 ra ngoài đúng không? Xong còn gì nhỉ? E mũ 2x cộng 1 nhân cốt của 4x trừ trừ 2 đấy. Đến đây là phát nữa thầy đúng không? Phát u là gì? Phát nữa thôi, u là gì nhỉ? Cốt của 4x trừ 2. Cốt của 4x trừ 2, ok. DV là gì? DV là E của mũ 2 cộng 1. Đấy. Vậy dòng này theo thầy DU là bao nhiêu? Là 4 sin trừ trừ 4 sin. Đấy, con Hiền mày để cho nó đọc cái Hiền ơi. Mày cứ mớm cho nó thế. Thì ta thì thầm ra bọn này. V bằng gì? Giống cái trên thôi. V bằng gì? E mũ 2 cộng 1 trên 2. Mày hiểu đấy hả Trang? Ngồi học nghiêm túc vào. Nào, phải viết dạo cho thầy xem bằng là E mũ 2x cộng 1 nhân sin, viết lại chỗ này này, trên 2 này, trừ đi 2 nhân với gì nhỉ? Nào, mở ngoặc, cái này sẽ là gì? UV đâu? Lại UV đâu? UV tức là gì? Nhân cốt của 2 trên 2 trừ đi V đi U, trừ đi nguyên hàm của V đi U. Nhưng mà trừ trừ là cộng, tức là cộng với gì nhỉ? Cộng với cả nhân với cả 4 sin của 4x trừ 2 đi. 4 chia 2 là 2 đúng không? Để viết gọn lại một chút cho dễ nhìn, tức là thầy vứt cho này đi. Đấy, đây là 2 ở ngoài, Trang hiểu vấn đề không? Thì em nhìn cái này giống cái gì chưa? Giống y3. Giống y3 chưa? Vậy mình phá ra, vậy tương đương ngay mình phá ra thầy. Y3 sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là E mũ 2x cộng 1 này, nhân sin của 4x trừ 2 này, trên 2 này, trừ đi gì nhỉ? 2 nhân 2 là hết đúng không? Trừ đi 2 nhân 2 là 4 lần y3. Vậy thầy chuyển 4 y3 sang là sang bên tay trái là mấy y3 ấy? 5 y3. Ừ, 5 y3 đâu? Thầy chia cho 5 đi. Vậy y3 sẽ bằng bao nhiêu? Chia cho 5 tức là E mũ E mũ 2 cộng 1 nhân sin của 4x trên mấy? Trên 10. Đúng rồi, trừ đi gì? Trừ E mũ 2 cộng 1 nhân cốt của 4x trừ 2 trên mấy? Trên 5. Trên 5 cộng thêm C. Ok chưa? Đấy là cái Y3. Quen cái lặp này chưa? Nói chung là lượng giác với cả mũ chắc chắn nó sẽ bị lặp. Mày thấy ok không? Nó sẽ bị lặp một chút nhé. Nó không khó, nói chung là phần này các bạn mà chắc cái công thức cơ bản ấy, thì nó không khó một tí nào cả. Mà chơi nhỉ? Nó khá là dễ thôi, không khó. Quan trọng phải luyện tập nha mấy đứa nha. Nhưng mấy đứa mà không luyện tập thì cũng chịu trời gánh. Chúng mày chỉ cần tích phân đi thi đại học sẽ tầm 4 câu, à 6 câu. Thì 4 câu là dưới 8 điểm rồi. 4 câu dưới 8 điểm, 1 câu từ 8 đến 9 và 1 câu đấy điểm 10. Có năm có câu điểm 10, có năm không. Đấy thì tối thiểu là 4 câu. Nếu mà chăm chỉ thì mình sẽ đạt được 5 câu. Đấy. Câu từ 8 đến 9 nó không khó đâu, nó dễ lắm. Nó chỉ cơ bản thôi, không khó. Nên là chắc công thức cơ bản cho thầy nha, là thi thoải mái rồi đấy. Quan trọng là phải thuộc công thức đã, rồi làm gì thì làm. Linh hiểu hơn chưa Linh?
trang xe hát, hiểu hơn chưa? Phú, ok hơn chưa nhỉ? Phú hiểu chưa? Hiểu mấy bài này chưa? Dễ không? Ví dụ 3 nhá, là mình sẽ phải nguyên hàm 2 lần, tỏ từng phần 2 lần. Nào, ví dụ 3 là tính các nguyên hàm sau. Tính. Nào. Cố gắng nguyên hàm, mục tiêu nguyên hàm từng phần thì là phải ra được các nguyên hàm cơ bản, tức là các công thức cơ bản thì mới dừng. Nếu mà cảm thấy chưa ra được thì thôi, hay là ra được những dạng cơ bản là mình làm được rồi thì thôi. Mục tiêu nguyên hàm là như vậy thôi, để lòi ra được các dạng cơ bản. Lát nữa mình sẽ có những cái cách tính nhanh của bài này nhé. Cách tính nhanh chỉ cần 1 phút thôi. Nào, thử tự làm trải nghiệm đi. 1 đến 2 phút để chữa. Cũng từng phần thôi. Nét lốc nì đa, tam lượng tứ mũ. Thứ tự ưu tiên đặc u đấy. Làm như bình thường. Làm thử một chút xem ra được không. Nào, cô làm thầy giáo Nga nào. Làm thêm một chút thao tác. Em đã thấy em đặt U là x bình cộng 2x ạ. Rồi DV. Còn DV sẽ là x em mỗi x nhân dx. Nào, dòng này DU là gì? DU sẽ bằng là 2x cộng 2. Còn V sẽ bằng gì? V sẽ bằng là em mỗi x nhân d em mỗi x ạ. X thôi. Rồi, vậy cái này sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 2x cộng 2. Ăn đấm này. Ăn đấm này. UV, đây là UV. UV tức là x bình cộng 2x. Cộng 2. Nên em x. Được chưa? Trừ đi gì? V, DU. V đâu? V là em x.
Nhân đi u là gì? Hai x cộng hai nhân đi x. Cái nguyên hàm là nguyên hàm cơ bản chưa? Chưa. Chưa, lại phát nữa đúng không? Lại phát lên cho thầy nè. Phát lên cho thầy nha. Mình u có em u sẽ gì? Là hai x cộng hai ạ. Đấy. V sẽ là gì? Còn v, đi v. N mũ x nhân đi x ạ. Rồi vậy du bằng gì? Du sẽ bằng hai ạ. Hai dx. Hai dx. Còn v sẽ bằng x ạ. E mũ x. Vậy bằng tiếp tục cái này sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là x bình cộng 2x nhân ex trừ đi trừ mà đi mà ngoặc của 2 uv 2 nhân đi 2x cộng 2 nhân e mũ x mày trừ đi công thức đọc lên một như thầy là udv bằng uv trừ vdu đúng không? Vdu v đâu? V e là mũi. E mũ x nhân gì? 2 đi. Rồi đấy nhân 2x. Hiểu chưa? Dễ ăn chưa? Rồi. Viết lại sẽ bằng gì nhỉ? X bình cộng 2x này nhân e mũ x này trừ đi trừ 2x cộng 2 2 nhân e mũ x cộng 12 lần trừ gì nhỉ? Trừ trừ cả cộng. Nguyên hàm của e mũ x là gì? Vẫn là e mũ x cộng thêm c. Hiểu chưa? Rồi. Các bạn thấy dễ không? Tức là có bài mình nguyên làm một lần mình ra luôn, có bài mình nguyên làm hai lần, có bài nguyên làm ba lần tùy. Nói chung là mình sẽ phải từng phần sao cho là ra được cái này, phải ra được cái này này, mục tiêu của mình ra được cái này này, hoặc là nguyên làm cơ bản, hoặc là những cái dạng mình đã biết là phải ra được một trong hai cái đấy cho thầy. Đấy là mục tiêu chính của mình nhé. Hoặc là ra nguyên làm cơ bản, hoặc là ra cái dạng mình biết cách là. Ok chưa? Nếu mục tiêu là như thế thôi. Nào, thì câu Y2 tương tự, tương văn tự cho thầy nha. Tương tự. Nhìn mấy cả. Cốt X. Rồi, tương tự đi. Làm hai câu, ba câu cho em tay. Nào, tính thử một chút, một phút nữa thầy gọi nhé.
Nào, một đứa cùng triển khai với thầy nào. Dễ thôi. Ồ. Cô Nam nào. À, U bằng 4x trừ 1. Đợi đây chút, một Nam bị đơm thì U bằng 4x. Em nhầm. Ừ. Em nhầm cái thứ hai mất. X bình trừ x bằng 2x bình trừ x ạ. 2 bình trừ x. DV bằng DV. Cốt x dx. Cốt x dx. Rồi, ok. Vậy mình có DU bằng gì? 4x trừ 1 dx. Ok. V bằng gì? Sin x. Sin x. Ok, đúng không? Nguyên hàm cốt là sin. Vậy y2 sẽ bằng gì nhỉ? 2x bình trừ x sin x. 2x bình trừ x nhân với cả sin x. Trừ đi F, sin x. Trừ đi nguyên hàm của hàm. Đồng nghĩa là S nhé, là sin nguyên hàm. Vâng. Của gì? Sin x nhân 4x trừ 1 dx. Rồi, lại phát nữa nha. Làm phát nữa ở đây là phát U là gì? 4x trừ 1. 4x trừ 1 dv bằng gì? Sin x. Sin x dx. Vậy mình có ngay du bằng gì? 4dx. Đúng không? Ok. Còn dv bằng gì? V bằng gì? V là trừ cos x. Trừ cos x. Vậy cái này sẽ bằng gì nhỉ? 2x bình trừ 2 sin x. 2x bình trừ x nhân với cả sin x này, trừ đi mở ngoặc. À vâng, 2x bình trừ x. Trừ đi. Trừ 4x trừ 1 cos x. À, UV tức là trừ đi 4x trừ 1. Cộng V đi U. Thế là gì nhỉ? Trừ trừ là cộng đúng không? Cộng nguyên hàm của cos x. Cos x nhân 4x. Đấy, cơ bản rồi. Vậy phá ra thôi sẽ bằng là 2x bình trừ x nhân sin x trừ trừ là cộng. Cộng với gì nhỉ? 4x trừ 1 cos x nhân cos x trừ 1 cos x. Nguyên hàm của 4 sin là gì? Nguyên hàm 4 cos là gì nhỉ? Là 4 sin. À, 4 sin. Rồi cộng sin. Ok. Mày đã hiểu hơn cái hai lần này chưa? Ok là hơn chưa nhỉ? Đấy, nó chỉ đơn giản này thôi, không quá khó nhé. Nói chung là không khó đến mức mà chúng mày không thể hiểu được. Nó là cơ bản. Đúng không? Nốt câu nữa thì mình sang phần tính nhanh nhé. Ba ví dụ thôi là các bạn đủ hiểu rồi. Nốt câu này này, để mình sang phần tính nhanh này. Nốt câu. Rồi, len bình x để. Ok. Quan trọng là đặt UV xong phải đạo hàm chuẩn với cả nguyên hàm chuẩn nhé. Hai cái đấy phải chuẩn. Chúng mày tính hai cái đấy sai thì cũng lại hồn nốt. Tối thiểu là hai thằng đấy tính phải chuẩn, đạo hàm và nguyên hàm cơ bản phải tính chuẩn. Nào. 2 phút nữa thì gọi nha. Các bạn cứ viết đi, chụp lên tay đi. 2 phút nữa thì gọi lên.
Nào, câu này nè, thử sức cô Huy nè, giúp thầy. U là gì? U à, len bình x. Đúng rồi, len bình của x. DV bằng gì? DV trừ 1 x. À, vậy mình có DU bằng gì? Là bằng chuẩn nhé. DU là 2 len x trên x. À, tốt. Đúng rồi. Các bạn nhớ chỗ này là u mũ n phẩy nhé. U mũ n phẩy thì bằng n nhân u phẩy nhân u mũ n trừ 1 ý. Thì ở đây u mình sẽ là gì? Cho bài này vụ u cho là len x. Hiểu vấn đề á? Rồi, DV bằng V bằng gì? Nguyên hàm nhanh nhé thầy. V là x bình trừ x. Rồi, vậy mình có cái này sẽ bằng gì nhỉ? Có là nem bình x UV cho... đúng rồi, nên mình lên bình x này trừ đi gì, trừ cho x bình trừ x nhân 2 lên x trên x. À, trừ đi là x bình trừ x du, tức là 2 lên x chia x. Rồi mình nên rút gọn một chút trước khi mình tính phần nhé, rút gọn một tí trước khi tính phần để cho dễ nhìn. Chia xuống cho thầy đi, trừ đi 2 lần ra ngoài đi. Chia xuống thế là gì nhỉ? X trừ 1 nhân cho lên x dx. Lại dễ nhìn hơn chưa? Rồi, nào, đến đây phát nữa cho thầy đi. U là gì? U là bằng lên x. Rồi. DV là x trừ 1 dx. Ừ, x trừ 1 dx. Vậy mình có DU bằng có gì? À, một trên x dx. Rồi, một trên x dx. Còn V bằng gì? V là x bình trên 2 trừ x. Rồi, vậy cái này sẽ bằng gì nhỉ? À, x bình trừ x len bình x trừ x nhân với cả len bình x trừ đi 2 nhân 1 ngoặc sẽ là gì? 2 nhân cho x bình trên 2 trừ x nhân len x. Ừ, đúng rồi. Tiếp tục. Trừ cho x bình trừ 2 trừ x. À, x bình trừ x bình trên 2 trừ x. Trừ x nhân với cả 1 phần x dx. Rồi, ok. Vậy còn lại nha, xem là x bình trừ x này nhân len bình x này trừ đi 2 lần của x bình trên 2 trừ x nhân len x này. Đúng không? Người cộng mấy 2 lần của gì nhỉ? Lại chia xuống đi. Lại chia xuống nó sẽ là gì? X trên 4, x trên 2. Trừ mấy? Trừ 1. Đấy. Đúng không? Vậy sẽ bằng gì nhỉ? Là x bình trừ x nhân len bình của x này trừ đi x bình trừ 2x nhân len x nhân vào, đúng không? Rồi cái kia sẽ là gì hả em? Cộng 4 của đầu mày ấy, có 4 cộng x bình trên 4, đúng chưa? Nguyên hàm cái này mà, nguyên hàm x trên 2 cho x bình trên 4 trừ đi x rồi cộng. Mày đã ok hơn chưa nhỉ? Đó thì những bài này nguyên hàm 2 lần, có bài phải nguyên hàm 3 lần. Tùy, nói chung là thầy cho những bài này ý, mục đích chính của thầy để cho chúng mày biết là phải nguyên hàm từng phần sao cho là lòi ra được những cái nguyên hàm cơ bản để mình tính, hoặc là ra những nguyên hàm mà mình đã biết lại. Đó, mục tiêu là vậy nhé. Chứ đi thi cái bài này thì nói thẳng là ít nhặt, và mình sẽ có cái tính nhanh, lát mình học qua cái tính nhanh. 1 phút các bạn quan sát lại câu này, thấy ổn áp hơn không? Câu này là thầy nguyên hàm 2 lần. Các câu thầy cho 3 câu là đều nguyên hàm 2 lần hết. Có câu nguyên hàm 3 lần. Ui.
Ok mấy đứa, nghe ngấm được hơn chưa? Nga nghe ngấm hơn chưa? Giáp ok không nhỉ? Có. Nào, mình sang phần mới, nghe thật kỹ phần này nhé, để mình làm trắc nghiệm cho nhanh. Là phương pháp tính nhanh. Phương pháp tính nhanh. Nguyên hàm từng phần. Tất nhiên là không thể tổng quát được, chỉ có một số dạng đặc biệt thôi. Bài toán 1. Không phải là trực tiếp nhá, công thức các bạn không thể quên được đâu. Ở đây là chỉ một số bài toán mình tính nhanh được thôi. Một số mẹo tính nhanh được thôi. Là có dạng là đa thức. Đa thức. Nhân với cả lượng ra. Nhân với cả mũ hoặc cả lượng ra. Nhớ nhé. Tức là đa thức nhân với lượng giác hoặc là đa thức nhân với mũ thì cái dạng này gọi là một. Được chưa nhỉ? Thì cái tư tưởng này gọi là tích phân cột đấy, tích phân theo cột. Từ cái tư tưởng như sau này. Mình sẽ là U, cái này mình sẽ coi là U. Được chưa? Còn cái này là mình sẽ coi là D DV. Thì bạn lập cho thầy cái cột nhé, lập cho thầy cái cột này. Lập cho thầy cái cột. Được chưa? Cột của U là cột này mình chỉ đạo hàm thôi, cột này mình chỉ đạo hàm. Đạo hàm. Còn cột bên này mình chỉ nguyên hàm thôi. Nguyên hàm. Tức là đạo hàm đúng không? Đạo hàm nó ra được là U1. Đạo hàm cái này ra U2, vân 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 vân. Riêng đa thức nhá các bạn, đạo hàm đến không cho thầy. Đạo hàm đến không thì dừng. Thằng này tương tự, nguyên hàm lần 1 nó ra V1. Nguyên hàm lần 2 nó ra V2. Ứng với tư tưởng là V, VN chẳng hạn. Đấy. Thì cách làm của nó này, cách làm của nó nhé. Nhân chéo, nhân chéo, nhân chéo, tức là nhân chéo đầu tiên nó sẽ là cộng. Lấy cái này nhân cái này, dấu là dấu cộng nhé. Dấu tiếp theo, lấy cái này nhân với cái này, nhưng mà dấu tiếp theo là dấu trừ. Tiếp tục, đấy, cứ đan dấu như thế thôi, các bạn cứ hiểu vấn đề không? Nó cứ đan dấu cộng trừ, cộng trừ. Đấy. Cộng trừ nó cứ thế này thôi. Cứ sau này cộng trừ. Ok nhỉ? U1, U nhân V1, U1 V2, U2 V3 gì đấy. Nó chứ cộng trừ cộng trừ như vậy. Nhân vào với nhau nhé. Hiểu vấn đề chưa? Là cách làm là vậy nhá. Lý thuyết thì nhìn có vẻ khó hiểu nhưng mà thực chiến thì làm rất là nhanh. Thầy lấy ví dụ luôn cái bài này đi. Thầy lấy ví dụ luôn cái bài này nhé. Có kết quả đúng không? Lát mình sẽ check kết quả luôn. Thầy lấy ví dụ cho bài này nhé. Nha, ví dụ 4 nào. Tính. Các nguyên hàm sau. À, câu này. Bạn quan sát câu này cho thầy. Chép cho thầy cái này đi. Lát mình thì check kết quả xem là có đúng kết quả bài kia không nhé. Ở đây nó là tích của một hàm đa thức nhân hàm mũ đúng không? Thì mình lập cho thầy cái cột ra. Lập cái cột ra nhá. Cột này là của đa thức tức là x bình cộng 2x. Thằng còn lại là dv tức là e mũ x. Được chưa nhỉ? Nhớ cột của U nhé. Cột này chỉ đạo hàm thôi. Còn cột này mình sẽ nguyên hàm. Nào, đạo hàm chẳng đa thức đến không thì dừng. Nào, lần 1 này. Đạo hàm lần 1 là ra gì? 2x cộng 2. Đạo hàm lần 2 là gì? Nó ra 2. Đạo hàm lần 3 nó ra 0. Đúng không? Thì ứng với nó, nguyên hàm em x lần 1 vẫn là em x. Tiếp tục nguyên hàm em x phát nữa vẫn là em x. Đến đây là vẫn là em x. Đúng không? Thì quy tắc nhìn như thế này. Lấy cái này nhân cái này nhưng mà chéo đầu tiên sẽ là cộng. Tiếp tục lấy cái này nhân cái này. Chéo thứ hai là sẽ là trừ. Lấy cái này nhân cái này. Tức là cộng hết có 3 lần thôi. Vậy các bạn nhìn thấy nhé thì sẽ bằng gì nhỉ?
thằng này nhân thằng này này, dấu là dấu cộng đúng không? Nó sẽ là x bình cộng 2x nhân này mũ x. Tiếp tục. Trừ đi, đây là dấu trừ này, trừ đi. Trừ đi, đây là dấu trừ. Thằng này nhân thằng này tức là trừ đi 2x cộng 2 nhân e mũ x cộng thằng này nhân thằng này cộng với cả 2e mũ x cộng c. Đúng bao nhiêu giây? Các bạn check kết quả xem đúng không? Tự check kết quả đi xem là kết quả này có đúng cái vấn đề mình làm không? Đấy. Cái này gọi là cái múa cột đấy. Múa cột tích phân hàng cột rồi xin nhé. Nào, thế cho một phút các bạn xem lại. Cái này xem có hiểu được không? Nào, nhìn cách này có hiểu được không nhỉ mấy đứa nha? Nghe hiểu được không? Linh nghe hiểu cái này không Linh? Bảo nghe hiểu cái này không? Em có. Lớp 33 học cái tích phân nhân nguyên hàm chưa? À, em mới học hôm qua hôm kia. Ừ, nhưng mà cái nguyên hàm mx chắc là học rồi chứ đúng không? Vâng, học rồi. Ừ. Thôi về chị có xem lại video. Nga, nghe hiểu cái này không Nga? Có ạ. Ừ, nào thấy câu 2 nhé, làm nhanh hơn thấy câu 2. Câu y 2 bằng, đây là cái múa cột đấy. Xử lý rất là nhanh. 2x bình trừ 3x nên với cả sin x dx. Rồi, nào. Em làm ạ? Không, viết viết đi, lát thử gọi sau. Các bạn tự làm trước đi nhá, một phút hay. Một phút thì sau thì gọi nhé. Nào, múa cột là đặt cái gì đây? Trương Linh nè, mình có hai cột là gì nhỉ? 2x bình trừ 3x, cột bên kia là sin x. Rồi, cột bên này là sin x, viết thư thư một tí cho dễ nhìn. Nào, đó là lần đầu tiên. 4x trừ 3. 4x trừ 3, đó là phát thứ 2. 4. 4, đó là phát thứ 3. Không, đúng không? Nguyên hàm lần 1, nguyên hàm của sin x lần 1 là gì? Trừ cos x. Trừ cos x. Nguyên hàm lần thứ 2 của trừ cos x sẽ là gì? Sin x. Trừ sin x. Sin x. Hiểu không? Nguyên hàm của trừ cos x nó phải là trừ sin x, em hiểu chưa? Tiếp tục nguyên hàm lần thứ 4, nguyên hàm của trừ sin x sẽ là gì? Cos x. Ừ, cos x. Nào, bây giờ quy tắc của mình nhé. Tính nguyên hàm về chuẩn này. Lấy cái cộng cái như cái này này, dấu tiếp theo là dấu trừ này. Dấu tiếp theo là dấu cộng này, nào, học cho thầy là cái bằng gì?
bằng 2x bình trừ 3x nhân với gì? Nhân với cả trừ cốt x. Đúng rồi, thì biết gọi sẽ là biết gọi là sẽ là gì nhỉ? Sẽ là trừ của 2x bình trừ 3x này nhân cốt x này. Trừ đi cái gì? Trừ đi cái gì? 4x trừ 3 nhân 4x trừ 3 nhân trừ sin x. À em nhìn nhá, bây giờ thầy viết chậm một chút này. Trừ trừ là cộng đúng không? Nên thầy sửa chỗ này thành dấu dấu cộng có được không? Em hiểu đấy. Có. Cộng với cái gì nhỉ? Cộng cái này nhân cái này. Cộng với cả 4 cos x cộng c. Ok la chưa? Quen cái mẫu cột này chưa? Nào áp dụng một chút trắc nghiệm nhá cho bạn làm tìm mẫu cột cho quen nào. Hai ví dụ thôi là ok rồi. Thầy nghĩ thế là đủ rồi. Nào thế chọn nhanh này con này, chọn nhanh dùng cái mẫu cột. Chọn nhanh này con này. Diệu nghe hiểu cái mẫu cột không nhỉ Diệu nhỉ? Dạ có ạ. Ừ. Thế chọn nhanh này con này nhá. Đáp án là gì? Vẽ cột ra xong thôi. Chát thế đáp án lên. Mình chọn là gì? U là gì, V là gì, thế thôi. Rất là ngon. Ủa, chưa ai ra à? Hơi lâu ấy nhá. Coi có đáp án chưa? Lâu thế. Nào cùng làm với thầy nào. Hai cột là gì nhỉ? Nào. Dung nào. Hai cột của Dung là gì? Cột là x. Cột thứ hai sẽ là gì nhỉ? 1 cộng 2 sin x ạ. Nào, đạo hạn lần 1 cho thầy. X đạo hạn lần 1 là gì? 1. Đạo hạn tiếp theo là 0, đúng không? Thằng này nguyên hạn lần 1 là gì? Nguyên hạn lần 1 là gì nhỉ? Giờ nguyên hạn này phải nhầm được rồi nhé. Phải nhầm được nguyên hạn rồi đấy. Nguyên hàm lần 1 sẽ là gì? Sẽ là... Rồi, chậm quá. Từ bây giờ Dung không phải làm à? Hả Dung? Được không em? Thấy cái đề bài ạ. Không nhìn thấy đề bài á? Vâng. Nhưng không nhìn thấy là sao không bảo? Không, tức là lúc thấy gọi thì em mới thấy cái đề bài. Tôi lệ mày luôn đấy, thì nguyên hàm này là gì? Nguyên hàm của 1 cộng 2 sin x sẽ bằng gì? Nguyên hàm của sin là gì hả Dung?
Cho đã. Trừ cốt. Đùa mày không học hành một tí gì à? Nguyên là phát nữa. Học giờ công thức cơ bản trên lớp cũng học cái này rồi, mình công thức cơ bản mà không học thì mình học cái gì hả Dung? Ngồi như con ngáo ngơ ấy. Trừ, vậy chốt lại. Nguyên hàm của fx dx sẽ bằng gì? Chéo xuống là cộng sẽ là x này, nhân x trừ đi 2 cos x. Trừ đi gì? Trừ đi 1 nhân với x bình trên 2 trừ 2 sin x cộng c. Bây giờ mình phải rút gọn lại nha. Đáp án của nó rút gọn lại rồi, mình sẽ là gì nhỉ? X bình trừ x bình trên 2 sẽ là x bình trên 2 trừ đi 2x cos x cộng với cả 2 sin x cộng c. Vậy đáp án gì đây? Đùa học hành đùa. Ngồi như ngáo. Bây giờ Dung mày kinh công thức cơ bản này không nhớ thì học cái gì Dung? Buổi trước nghe em chửi chưa đủ à? Hả? Rồi cái cơ bản thế này thôi mà sao tùm lum lên. Không ra một cái gì. Các bạn mà làm chắc cái này thì nó rất là nhanh, nó cực nhanh luôn ấy. Nào thì câu này nào cho thầy nào. Mình luyện tập 4-5 câu rồi mình nghỉ. Cái bài toán 2 buổi sau thầy nói một tí nữa. Nói bài toán này hay gấp. Chọn cái đáp án này. Không phải chép đề mấy đứa nhá, không phải chép đề đâu, cứ thế làm thôi. Nếu mà luyện tập thì không phải chép đề, cứ thế làm cho thầy. Làm nhanh lên, 1-2 phút là xong câu này rồi, đừng làm lâu quá. Đừng dành thời gian làm những câu khác nữa. Rồi, tường ra kết quả rồi. Thầy chưa biết. Nào mấy đứa. Nào. Thì Nga nào, vẽ lại hai cột nào. Em thưa thầy. Cột này. Bên này thì một cái bên kia là gì? Cột là bên cạnh là ex nhân với cả x thứ sin x ạ. Nào, ở dưới sẽ là 1 ạ. Tiếp tục. Không ạ. Thằng này nguyên hàm lần 1 là gì? X cộng cos x à? Cộng cos x tốt. Tiếp tục. Nguyên hàm phát ở nữa. Ở dưới là ex trừ sin x ạ. Ừ, ăn đấm này. Nguyên hàm cos phải là sin x. À vâng. Chưa? Nào, à. Cẩn thận đừng sai ngu. Dấu này là dấu cộng này. Dấu này là dấu trừ. Trừ vậy. Vậy nguyên hàm của fx dx sẽ bằng gì? Bằng là x cộng với cả x nhân e mũ x cộng sin x nhân nhân phải cộng bằng trừ đi trừ cho mở ngoặc e x cộng sin x ạ. Để mình rút gọn được không? Sẽ bằng là x nhân e mũ x này trừ e mũ x một nhóm này. Vâng.
Đấy, cộng với gì? Còn còn lại cộng x nhân sin x trừ sin x một nhóm ạ. Nhưng mình sẽ sai thế nào nhỉ? Đây là e về cos x. Để soi biết hình này, cos x. Cos x này. Trừ đi sin x một nhóm. Đấy. Cộng c. À thằng này em thấy chung cái gì? E x ạ, e mũ x. Còn lại trừ một nhân em x đúng không? Vâng. X cos x trừ sin x. Cộng c ạ. Cộng c với đáp án gì? Đáp án là đáp án B ạ. Trời ơi, nhìn đến đây còn nhìn sai á. Chúng ta đưa đặt cái cổ bây giờ. À. Tí đâu mày đấy. Làm gì? À, hiểu chưa? Rồi ạ. Nghe mày, mày đến đây mà còn nhìn sai thì thấy thua mày đấy ngà. Chưa có người yêu mày đã lắc cái này rồi. Đấy, nó chỉ thế thôi, đơn giản thế thôi nhỉ. Mày cô nào cũng nhìn sai à? Trời ơi chúng mày. Tội đồ. Nào, một câu nữa cho quen đấy nhỉ, nữa câu nữa nha. Không biết làm đã đành đấy, biết làm rồi còn phân sai thì còn bực nữa. Đấy, còn đỡ tức. Không biết làm thì còn đỡ bực mình. Bố về bố biết làm rồi còn phân sai. Trời độ. Nào thì câu này chắc nhanh cho thầy. Đáp án gì? Nào, đáp án là gì? Xanh ra rồi đây. Thầy chưa biết. Là một đứa là cô cho thầy nào. Linh nào. Là cho thầy cái cột đi Linh. 2x với cả e mũ x cộng 1. Cái này là e mũ x cộng 1 đúng không? Nào. Đa một phát là gì? 2. Tiếp theo. Một. Không, thằng này nguyên hàm. E mũ x cộng 1. Là e mũ cộng 1 đúng không? Thằng này nguyên hàm. Vẫn là em mới cộng 1. Em mới cộng 1. Đúng chưa? Yeah. Nào, đây là chéo xuống đầu tiên là gì nhỉ? Cộng ạ. Chéo xuống thứ 2. Trừ. Đúng chứ? Nó cứ sau này thôi. Vậy nguyên hàm của fx bằng gì? Em mũ x nhân với em. Thế là em 2x nhân em mũ x cộng 1. Đúng không? Trừ đi 2 lần 2 e mũ x cộng 1 cộng c. Đúng chưa? Em thấy có kết quả chưa? Chưa, tạo này chưa thấy gì đúng không? Chưa thấy kết quả gì đúng không? Là mình nói cái gì ra ngoài đi. Em mũ x 2 e mũ x ra ngoài trong làm gì? X cộng x trừ 1. X trừ 1 cộng c. Đấy, nhìn ra đáp án chưa? Rồi. Đáp án gì? C. Hiểu chưa? Hiểu cái góc mối cột này chưa? Rồi. Bài toán 2 thì chắc để buổi sau thì sẽ nói thêm cho mình là toán 2.
đối với gấp gáp giờ nó hơi gấp. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn ok chưa các bài toán này? Nào, làm thêm câu nữa cho quen tay nhá. Thì chúng mày vẫn kiểu ngáo ngơ lắm. Ok chưa mấy đứa? Đến những câu cơ bản nhé. Để mình làm thêm một câu nữa cho quen tay. Ở đây là dính tới hàm ẩn thì chưa, mình chưa học. Nào, một câu nữa cho thầy đi. Câu 1. Làm nhanh cho thầy nhé. Giờ làm nhanh thì chỉ 1 phút thôi. 1 phút đã ra rồi. Đừng có lâu quá. Lâu quá không ổn đâu. Không phải chép đề mày được nha. 1 phút ta làm gì? Viết ra là xong. Đừng có nhẩm nhé. Nên viết ra các bạn đừng nhẩm. Nhẩm toàn nhẩm sai thôi. Viết ra cho thầy. Rồi, phanh nhanh đấy. Mấy đứa khác, kết quả đâu? Sâu lên cho thầy. Ok, kết quả giống như hết rồi. Nhật Huy chuẩn rồi. Nào, thế một đứa làm cho thầy nè. Diệu nè. Đây ạ. Ừ, cột đầu là gì? À, cột đầu là x ạ. À, tiếp tục. Thứ hai là cos x ạ. Ừ. Là x là 1 với cả 0 ạ. Cột còn này. Ở bên kia là sin và trừ cos ạ. À, ok. Chéo xuống là cộng này, chéo phát nữa là trừ. Ừ, vậy nguyên hàm của f(x) dx sẽ bằng gì? Sẽ là x nhân với sin x ạ. Tiếp tục. Cộng cos x ạ. Trừ là cộng đúng không? Trừ là cộng. Cộng cos x. Cộng c. Vậy là gì? Đáp án B ạ. Ok, đáp án B nhá. Linh sai, rất là sai dấu này. Nghe này. Trừ đi cái này nhân cái này. Thì trừ trừ là cộng. Linh hiểu ý không? Đáp án B mới đúng nhá. Các bạn hiểu hơn chưa? Đấy. Rất là dễ thôi. Rồi, cố gắng xem lại video cho thầy. Thế thôi, chào cả lớp, nghỉ đi. Bye bye.